Cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, dù là con người hay động vật thì cũng không thể sống sót khi mất đầu. Tuy nhiên năm 1945, một con gà không đầu xuất hiện ở Mỹ, dù bị cắt phần đầu nhưng nó vẫn chạy loanh quanh và sống khỏe mạnh. Con gà trống không đầu này được đặt tên là Mike, từng sống tại một trang trại ở Mỹ. Người chủ quyết định làm thịt con gà này, nhưng sau khi bị chặt đầu nó không chết. Nó đứng dậy và đi lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra thậm chí nó còn đem về bội tiền cho chủ nhân. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu câu chuyện ngay sau đây. Gà không đầu Mike hay còn được biết đến với cái tên là Mike kỳ lạ, Miracle Mike, là một chú gà trống 5 tháng tuổi, từng sống vui vẻ tại một trang trại tại thành phố Fruita, bang Colorado, Mỹ. Vào một buổi tối mùa thu năm 1945, Lloyd Olsen, chủ của trang trại, quyết định rằng đã đến lúc làm thịt chú gà này. Tuy nhiên sau khi bị chặt đầu, chú gà vẫn không chết nó đứng dậy và chạy không ngừng Đầu gà rơi xuống và nó vẫn còn sống Chạy loanh quanh Troy Waters, chắt của cặp vợ chồng Lloyd Và cũng là một nông dân ở Fruita kể lại Con vật sau khi bị cắt cổ Vẫn lảng vảng bên trong sân Như chưa có chuyện gì xảy ra Lloyd cũng không mới quan tâm Và trở về nhà ngủ để sáng mai tiến hành chế biến con gà Tuy nhiên đến buổi sáng hôm sau Họ phát hiện ra con gà vẫn đang ngủ Và vẫn sống Quá bất ngờ Lloyd quyết định đặt tên cho chú gà là Mike và chăm sóc nó thật tận tình. Mike cố gắng mổ thức ăn nhưng không được. Chính vì thế, mỗi ngày, Mike được chủ sử dụng dụng cụ nhỏ mắt bơm thức ăn lỏng, bao gồm ngũ cốc và nước vào thẳng thực quản. Từ đây, cuộc hành trình của chú gà kỳ diệu bắt đầu. Sự tồn tại như một phép màu của Mike trở thành đề tài bàn tán của tất cả mọi người trong khu vực. Lloyd cũng đi khắp nơi khoe về chú gà không đầu của mình và thắng được rất nhiều tiền từ những vụ cá độ. Tiếng lành đồn xa các đài truyền hình thi nhau đến tìm loi để phỏng vấn về Mike. Một nhà tổ chức sự kiện cũng lặn lội từ thành phố Salt Lake, Utah đến để nhìn tận mắt, sờ tận tay chú gà, gọi nó là Mike kỳ diệu. Sau đó loi nhận lời người này đưa Mike đi khắp nơi để trình diễn. Tiếp đến, Mike cùng chủ nhân của mình lên đường cho chuyến lưu diễn. Thời đó, khán giả phải chấp nhận bỏ ra 25 cent để có thể được vào xem chú gà không đầu đi lại như bình thường. Tạp chí Life còn chụp cho Mike nguyên một bộ ảnh để đời và một trong số đó cho thấy khoảnh khắc chú gà đang nhảy. Sự nổi tiếng của Mike đã khiến chủ nhân của nó kiếm bộn tiền. Thời đỉnh cao, trung bình chú gà kiếm được khoảng 4.500 đô la Mỹ một tháng từ các tour trình diễn. Giá trị của chú gà này khi ấy ước tính vào khoảng 10.000 đô la Mỹ. Từng thoát chết thần kỳ, nhưng Mike lại qua đời theo một cách vô cùng lãng xẹt. Chú gà này chết vì bị hóc bởi một vài hạt ngô vào ngày 17 tháng 3 năm 1947, tức 18 tháng sau khi xảy ra sự kiện làm thay đổi cuộc đời của nó. Chú gà không đầu Mike nổi tiếng đã được dựng một bức tượng tại thành phố Fruita, Colorado, Mỹ. Thậm chí người ta còn tổ chức một lễ hội gà không đầu hàng năm để tưởng nhớ tới chú gà không đầu kỳ lạ này. Tiến sĩ Kinzel, chuyên gia sinh lý học gia cầm người Mỹ, nêu quan điểm, chủ nhân của con gà vô tình chặt đầu Mike chứ không loại bỏ toàn bộ não. Đầu gà có cấu tạo đặc biệt, mắt gà chiếm phần lớn không gian, não gà ở phía sau. Vì vậy khi Mike bị cắt đứt phần đầu phía trước, phần lớn thân não và tiểu não vẫn còn. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này đã tạo nên kỳ tích gà không đầu. Thoát chết thần kỳ, những con gà này bị chết vì tắc nghẽn thực quản sau 18 tháng xảy ra kỳ tích với mình. Sau đó con gà được chọn là động vật đại diện cho thành phố. Kể từ đó, ngày 14 và 15 tháng 5 hàng năm được chọn là ngày mai gà không đầu để tưởng nhớ chú gà này. Phép màu tương tự thế này không chỉ xuất hiện ở động vật, ở con người cũng có trường hợp tương tự. Carlos Rodriguez một người đàn ông sống mà không cần não Đó là những gì truyền thông đặc biệt danh cho anh ta Toàn bộ phần trước hộp sọ của anh ta bị lõm vào trong Khi sinh ra, Carlos vẫn hoàn toàn khỏe mạnh bình thường Từ thời niên thiếu, Carlos bắt đầu sử dụng rượu và ma túy Bi kịch thay đổi cuộc đời anh xảy ra năm 14 tuổi Đang trong cơn say rượu và ma túy Carlos đã trộm xe và gặp tai nạn Trong lúc va chạm Thiếu niên văng qua kính chắn gió Và đập đầu xuống đường nhựa Các bác sĩ đã cố gắng cứu sống anh ta nhưng một mảnh xương sọ và não đáng kể đã phải cắt bỏ. Một thực tế đáng lưu ý là sau tất cả các ca phẫu thuật và quá trình phục hồi chức năng, bệnh nhân bị mất nhiều phần não mà vẫn không hề thay đổi. Anh ta đã giữ lại tất cả những ký ức và khả năng tinh thần. Mặc dù thực tế rằng Carlos Rodriguez là một người đàn ông không có não, anh ấy vẫn tiếp tục mỉm cười, có thể hỗ trợ trò chuyện về các chủ đề khác nhau, trả lời nhanh chóng và phù hợp các câu hỏi được đặt ra. Năm 2010, Carlos bị bắt vì tội danh sử dụng ma túy và mại dâm. Anh chàng lập tức trở nên nổi tiếng trên khắp các mặt báo và phương tiện truyền thông khi làm các video và chia sẻ lên mạng. Carlos mong muốn câu chuyện của mình sẽ là lời cảnh báo với mọi người về tác hại của việc lái xe sau khi uống rượu cũng như tác hại của việc sử dụng ma túy. Tuy nhiên đến năm 2016, Carlos tiếp tục bị bắt với tội danh cố ý đốt phá và giết người cấp độ 1. Các nhà khoa học ngày nay không có lời giải thích chính xác về việc làm thế nào một người có thể sống mà không có não và giữ lại hầu hết các chức năng tâm thần một giả thuyết phổ biến trong cộng đồng khoa học là các dây thần kinh ở phần bụng được thay thế một phần bởi cơ quan tư duy truyền thống. Giả thuyết khác lại cho biết não bộ đã tự tạo ra một lượng vật chất dự phòng khá đỉnh. Nó có thể giúp các tế bào còn lại thực hiện chức năng điều khiển thay cho cả hai bán cầu não bị thiếu. Nhờ đó, con người hoàn toàn khỏe mạnh và sống như chưa hề bị mất một phần não nào. Sau hàng chục năm nghiên cứu các hiện tượng lại như trên, nhiều dự án lại kết luận rằng sự kỳ diệu xảy ra nhờ những riêng biệt trong hai hệ thống điều khiển của con người. Hệ thống đầu tiên gồm não và bộ thần kinh, sử dụng các xung động thần kinh để truyền thông tin. Hệ thống thứ hai gồm các tuyến nội tiết, sử dụng các chất sinh học đặc biệt hoặc kích thích tố để phát tín hiệu đi khắp cơ thể. Do đó, dù bộ não có bị mất mát đi phần nào thì cơ thể con người trong các trường hợp đặc biệt vẫn có thể sống sót. Tuy nhiên, những lập luận trên vẫn nằm trong vòng giả thiết. Câu hỏi tại sao một số người vẫn sống dù não bộ có tổn thương đến đâu cần thêm nhiều nghiên cứu nữa để được làm rõ thưa quý vị, không chỉ xuất hiện trong đời thực, sự ám ảnh về những sinh vật không đầu còn đi vào truyền thuyết, thậm chí còn trở thành một giả thuyết làm giới khoa học đau đầu tìm ra câu trả lời. Theo các tài liệu lịch sử, bộ tộc Lemmyre có ngoại hình kỳ dị khi được miêu tả là không có đầu. Tuy nhiên, mắt mũi miệng của họ lại nằm ở ngực. Chính những đặc điểm này khiến dư luận vô cùng tò mò về tộc người bí ẩn này. Xuyên suốt lịch sử trải dài khoảng 4,54 tỷ năm của trái đất, và khoảng 6 triệu năm từ khi loài người xuất hiện có vô vàn bí ẩn mà khoa học chưa thể lý giải. Một trong số đó là bộ tộc Lemice, vốn được miêu tả là có ngoại hình vô cùng kỳ dị dựa trên các tài liệu lịch sử để lại và khác hẳn với những gì mà chúng ta thường được nhìn thấy. Theo đó, mặc dù có đầy đủ chân tay, mắt, mũi, miệng, nhưng người Lemice lại không hề có đầu. Thay vào đó, những bộ phận xúc giác của họ nằm trên cơ thể, cụ thể là trước ngực. Chính những đặc điểm này khiến dư luận vô cùng tò mò về tộc người bí ẩn này. Plemites bắt nguồn từ một bộ tộc sinh sống ở Nubia Là một vùng dọc theo sông Nin Nằm ở Bắc Sudan và Nam Ai Cập Tên gọi Nubia có nguồn gốc từ người Noba Những người du mục đã định cư ở khu vực này vào thế kỷ thứ tư Sau sự sụp đổ của Meroe, Kinh đô của vương quốc Kush Các Plemites lần đầu tiên được mô tả vào 2.500 năm trước Bởi sử gia Hy Lạp Herodotus Nơi ông gọi họ là Akephaloi Tiếng Hy Lạp có nghĩa là không có đầu Theo Herodotus những sinh vật này sống ở phía tây của Libya, được cho là rất đồi núi và rừng rậm và có động vật hoang dã. Lemmices được cho là có hai loại, với mắt trên ngực hoặc với đôi mắt trên vai. Câu chuyện về tộc Lemmices tồn tại vào thời Trung cổ xuất hiện trong cuốn sách The Travels of Sir John Mandeville vào thế kỷ thứ 14. Mặc dù không được gọi là Lemmices, nhưng thông qua mô tả của Mandeville về những sinh vật này thì chúng ta có thể biết ông đang nói về tộc Lemmices. Người có tầm vóc rất thô, khủng khiếp thậm chí tới mức đáng nguyền rủa vì không có đầu. Đôi mắt nằm trên vai của chúng. Cuốn sách mô tả. Mặc dù là cái tên được nhắc tới trong nhiều tài liệu khoa học, nhưng đến nay, thế giới vẫn chưa chính thức công nhận sự tồn tại của tộc người này. Mặc dù vậy, trong suốt hơn 2.000 năm lịch sử, nhiều báo cáo về người không đầu, có mắt, mũi, miệng nằm ở ngực đã khiến những người không tin Plemise tồn tại thực sự bị lung lay. Điển hình như vào năm 1211, Fermat, một nhà thám hiểm tuyên bố đã gặp một bộ lạc gồm những người không có đầu nhưng có mắt và miệng trên ngực sống trên một hòn đảo ở Ethiopia. Fermat tiết lộ thêm rằng những người có ngoại hình đặc biệt trên có chiều cao khủng, cao hơn 3,6 mét. Một số giả thuyết lại cho rằng Plemites là những sinh vật có thật nhưng đặc điểm không đầu có thể đã bị thổi phồng quá mức. Cụ thể, theo Joseph François Lafito, một nhà truyền giáo và tự nhiên học nổi tiếng người Pháp, thì các báo cáo về tộc người không đầu chủ yếu xuất hiện ở vùng Đông Ấn là bằng chứng cho thấy những người có cùng nguồn gen đã di cư từ châu Á đến Bắc Mỹ. Một lời giải thích khác cho rằng ngoại hình không đầu xuất phát từ thói quen chiến đấu của một vài tộc người thiểu số khi họ có xu hướng giữ cho đầu cúi sát xuống trước ngực hoặc mang theo những chiếc khiên được trang trí bằng khuôn mặt. Cũng có những nhà khoa học thì đến nay vẫn tin rằng Plemise thật ra chỉ là cách gọi trạch đi của Bonobos, tên một loài tinh tinh có cấu trúc cổ ngắn và thường hay cúi về phía trước. Trải qua hàng nghìn năm, Câu chuyện về dị tộc không đầu vẫn luôn được nhắc đến và lưu truyền trong đời sống, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng của chúng ta. Tuy nhiên hình ảnh này đã dần được biến tấu theo thời gian, thậm chí trở thành những con quái vật có đầu và mắt ở trên ngực. Những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!